Đây là chảy dây huyệt hay tên gọi khác là chảy đấm tiêu. Đây là chảy dây huyệt cạo gió, có tác dụng một đầu là dây huyệt, một đầu cạo gió. Thế thì cái chảy dây huyệt này hay là chảy đấm tiêu này có kích thước là dài 12 cm, nặng 127 g, nó bằng nhựa hoặc bằng gỗ cao cấp. Chúng ta dùng để dây ấn trên mặt, cổ, gáy, vai, cánh tay, bàn tay, bàn chân, trị cảm cúm, đau nhức cổ với gáy, đau lưng. Mình cầm nó rất là vừa tay và gọn nhẹ. Còn cái này, cái đầu cạo gió này để mình dùng để cạo gió. Mình sẽ sử dụng cái chảy dây huyệt này hoặc là chảy đấm tiêu này để mình ứng dụng là chữa đau họng này. Thì mình sẽ dùng này, chấm vào một ít cao, sau đó mình sẽ trà lên cái vùng họng này. Đó, mình sẽ trà lên vùng họng này, trà nhẹ quệt quệt như này thôi. Đấy, những người đang đau họng, đang rát họng ấy, thì mình trà như này. Một lúc thì cái vùng họng này nó sẽ ấm nóng lên và nó sẽ hết ngứa họng và nó sẽ hết ho. Mình trà tại chỗ xong rồi, sau đó mình sẽ trà ở đằng sau này. Mình sẽ trà đằng sau này nữa. Trà sau này. Một lúc thì nó sẽ ấm nóng lên và nó sẽ hết đau họng. Đó, vùng này. Đấy là dùng để chữa ho, chữa đau họng. Còn mình để chữa co cứng cổ gáy thì mình cũng vẫn bôi một ít dầu cao, sau đó mình trà hai bên này, trà theo hình thể quạt để chữa cổ vai gáy, trà như này. Và sau đó mình có thể là trà dọc theo hai bên cột sống, trà dọc hai bên cột sống, mình bôi ít dầu cao cho nó trơn, trà hai bên cột sống này. Và đồng thời mình có thể là mình dùng để mình dây ấn huyệt, dây ấn đúng. Thì cái chảy dây huyệt này rất là được hay sử dụng trong diễn trận đó. Rồi ngoài ra mình có thể là mình dùng để mình trà trên cái vùng dạ dày này để giảm đau dạ dày. Mình cứ đánh theo hình rẻ quạt này để giảm đau dạ dày. Đó. Còn cái đầu cạo gió này để mình cạo gió thôi, để đánh gió thôi. Đó. Đấy là tác dụng của chày trong điện trận.